Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Ban tổ chức đã hết tiền xịt khói rồi hả? Hết chỗ bán anh ơi. Phải chi giờ có cà phê hay nhân sâm nó bút mình lên ha. Để mình uống cà phê không? Tôi có nè, pha cho. Em uống ít ngọt hay nhiều ngọt? Dạ, có đường nhiều nó sẽ ấp đúng không anh? Ừ. Anh ăn đường ăn kiêng không sao đâu. Đường ăn kiêng hả? Cho em xin một ly luôn ạ. À, em vâng. Anh Thành đang bị tiểu đường hả anh Thành? Tôi rất là thích cái cách mà bạn chinh phục Bowie ở những cái phút giây cuối cùng. Bạn... Nhưng mà em thất bại. Không sao em, anh không nghĩ là em thất bại. Đâu, em không có thất bại, trong tim anh luôn có một cái đạp cho em. Ban tổ chức đã hết tiền xịt khói rồi hả? Hết chỗ bán anh ơi. Ê, mình quên giới thiệu thằng bé. Thằng bé tay cầm tờ vé. Số đây, số đây, số sổ chiều nay. Vé số đây. Rồi. Phải chi giờ có cà phê hay nhân sâm nó bút mình lên ha. Mình uống cà phê không? Tôi có nè, pha cho. Dạ, cho em xin. Nguyên pha cho Huy ly cà phê nóng lên Nguyên. Em uống ít ngọt hay nhiều ngọt? Dạ, có đường nhiều nó sẽ ấp đúng không anh? Ừ. Anh ăn đường ăn kiêng không sao? Đường ăn kiêng hả? Pha bình thường á, pha cà phê đen mà ngọt bình thường á. Cho em xin một ly luôn ạ. À, em vâng. Hai ly Nguyên. Anh Thành đang bị tiểu đường hả anh Thành? Đi. Cho uống mà đầu hiểu. Cái dòng sinh nó còn cái kia. Xịt xuống rồi. Ok. Sẵn sàng chưa các em? Dạ, sẵn sàng đúng qua rồi. Ok, thank you. Nhìn chân chân. Khi thấy em, chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen. Dáng người thon thả cũng vẫn được cái đón đã em. Bước đi ngoài phố có tờ giấy khen. Bao lời ông vẫn có tình em trả thèm. Những kẻ theo đuổi thì còn quá kém. Suy nghĩ đen tối chỉ mà giá em là xác trận người đó đời nó quá đen. Nhưng mà anh thì khác, nhân rơi xin hiệu. Không lừa giác, không bắn sai tín hiệu. Hết thử làm nhiều bản thân là cam chịu. Kèm đứt tính nhưng tên tình trạng là dead feel. Feel em đó em nhỏ đây, tranh thủ có dịp gặp nên chắc phải tỏ bày. Hay hơi vội nên đi không có quà. Anh chỉ muốn nói, đó là khí lực nè trong thâm tâm thành tao chính trực. Tin anh đi anh đang nói thật mà em đúng thật là thích ngờ vực. Điên trời đầu khi đang nóng nực nè không cho điên trùng nên thêm mới bực. Lời em làm sao rồi anh làm sao mà em làm sao mà em làm sao mà em làm sao còn chưa xảy ra bằng tay cực nè. Sẽ có rộng bát là anh yêu dấu. Anh sẽ xuất hiện dù bất cứ nơi đâu. Tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu. Trong đáy hoài nhã là nơi có nhiều sâu. Tự do tự tại cái nhau không cự lại nhẹ nhàng ô tô bản lĩnh gốc quê. Bản sắc thanh thiền luôn giữ tâm tránh niệm đầu hướng về vật chân toàn hướng về em baby. Em ơi. Em ơi, hỡi người là vì thành phố của em ơi. Để anh quên mất sáng chưa đêm ngày. Thời gian anh phải thu xếp để chờ. Đâu phải tin mới yêu thì mới quen nhau. Nếu như ngoài Bắc có đen vâu, sông Nam có anh là đen lâu. Anh thích thẳng thắn không thích giả đò. Thông tin về em anh cũng đã mò. Anh chỉ muốn hỏi để em trả lời. Chỉ cần bấy nhiêu là mình đã đời. Anh không phải là tư sinh nho nhã, hay tử bạch mã tư truyền ngôn tình. Anh giống thiên thần xa gã, chiến binh La Mã sừng sững như một công trình. Anh thấy em và anh thích hợp và nói chung là anh kết mô đen. Em cũng nên có một trang tuấn kiệt dành cho các dịp lễ Tết hô em. Em ơi. How we doing? How we doing? Ladies and gentlemen, Black Cake! Riêng bản thân anh chịu không nổi vì em càng lớn em lại càng xinh. Và những lời nói này không phải là giả dối và tất cả sự chân thành. Em ơi em bằng lòng không, chúi khó không chắc nhưng nữa sẽ cố gắng. Còn bây giờ em xin sẵn cho tạo một nụ hôn. Yeah, anh sẽ là baba, còn em sẽ là mama. Yeah, nhảy, nhảy đi cha cha cha. Anh sẽ là baba và anh sẽ yêu em hơn cả ngày hôm qua. Đó là những ước muốn, những lời nói chưa hề rộng khuôn. Anh sẽ vững tin dù lên hay xuống vì đâu ai muốn bản thân mình buồn. Ở ngoài kia phong ba bão táp nhưng anh không tin
ơi. Sao đây khá giả là cả hai có vất vả, nhưng đôi lúc mà xuống không nhìn thấy ôm là kỷ niệm mà sẽ tặng em nhìn hông. Ước mơ được một cái ôm em là động lực, là điều quan trọng như việc bấm nút khi mình nấu cơm. Anh hứa sẽ không la cả, chọn về nhà dù đời hối hả. Những việc cố gắng là cho mình em, lỡ có xa nhau thì anh xin hứa cũng không đòi quá. Và cái thời thơ ngày kết thúc đã đến lúc em đặt niềm tin. Giờ anh theo với mẫn hỏi thì đào xin thưa vui hồng nơi đó muôn hoa muôn lối, nhưng chưa mở cổng nên là ít ai ra vào. Hỏi nè em cô gái bao nhiêu năm tháng, không biết tim em đã có ai vào hay chưa. Chưa anh theo với anh hỏi thì em xin thưa em thích một người nhưng người ta khờ quá, đã rất lâu rồi chưa nói với em câu nào. Và bây giờ anh cưa đổ em rồi nha. Mắt này wow. Vâng thưa quý vị, Gano chấm được vinh hạnh của em ạ. Tôi rất là thích cái cách mà bạn chinh phục Bowie ở những cái phút giây cuối cùng. Bạn nhưng mà em thất bại. Không sao em, anh không nghĩ là em thất bại. No, em không có thất bại, trong tim anh luôn có một cái đạp cho em. Anh vẫn đợi dù có khó khăn, canh hồng cùng lời em làm người yêu cuối cùng. Hôm nay ai đó cũng nhận em là bạn say, lên nhà thêm hay. Bỏ rồi bỏ che nhưng đừng bỏ cái nắm tay. Sao đây khá giả là cả hai có vất vả, nhưng đôi lúc mà xuống không nhìn thấy ôm là kỷ niệm mà sẽ tặng em nhìn hông. Vì em nha. Bây giờ mận mới hỏi đau vương hồng nơi đó bao nhiêu năm tháng, nhưng mà không biết là có ai vào hay chưa. Chờ anh theo với mận hỏi thì đào xin thưa vương hồng nơi đó muôn hoa muôn lối, nhưng chưa mở cổng nên là ít ai ra vào. Vì em nha. Bây giờ anh mới dám hỏi nè em cô gái bao nhiêu năm tháng, không biết tim em đã có ai vào hay chưa. Chưa anh theo với anh hỏi thì em xin thưa em thích một người nhưng người ta khờ quá, đã rất lâu rồi chưa nói với em câu nào. Và bây giờ anh cưa đổ em rồi nha. Mắt này. Xin cảm ơn mọi người ạ. Wowy luôn có một cái đạp cho bất cứ ai. Wowy rất thích đạp người ta, hiểu không? Tôi yên tâm.